Xin chào, chúng mình là nhóm B336. Giờ hãy chạy lên nào, đừng mãi ngủ, hãy vui lên đi, sao cứ mãi u buồn. Mình là Kira Kira. Mình là Mon. Mình là Hana. Mình là Winner. Mình là Việt Thi. Mình là Kenji. Yeah, và đố mọi người biết. À, mọi người có biết hôm nay chúng ta đến đây làm gì không? Biết chứ. Ăn đố, ăn đố mọi người. Ok, chúng ta sẽ tiết lộ luôn nha, là tại vì hôm nay chúng ta có mặt tại đây để làm gì. Hôm nay thì B336 và Ohio và chị Lily sẽ có một cái MV chung tại đây. Và hôm nay là cái quá trình mà bọn mình đang quay MV. Thì từ sáng tới giờ đã có một vài shoot rồi. Thì tiếp theo bọn mình sẽ nghỉ ngơi một chút xíu. Sau đó là chiều sẽ tiếp tục quay tiếp. Mong là khi mà cái MV này ra thì mọi người sẽ đón chờ nhé. Và bài hát Cùng Thổi Bay Covid-19 là một sáng tác có thể gọi như là đầu tiên của em và kết hợp cùng với chị Anna. Yeah. Yeah. Thế đó đầu tiên, à đúng rồi em. Ok, và thời gian sắp tới MV này sẽ được ra mắt sớm thôi. Khi nào mà ra thì mọi người nhớ ủng hộ thật nhiều nhá. Yeah. Bye. Hello mọi người, mình là Lily. Hôm nay là mình có mặt tại trường quay MV cùng với B36 và Ohio. MV tên là Thổi Bay Covid. Các bạn cùng đón xem nha. Xin chào tất cả mọi người, chúng mình là nhóm Ohio. It's amo, it's amo, it's amo, love me, love me. It's amo, mơ về anh. Ngày hôm nay thì nhóm Ohio rất là vui khi đã có mặt tại studio và cùng nhau quay MV Thổi Bay Covid. Và đặc biệt thì MV lần này sẽ là sự kết hợp giữa nhóm Ohio và nhóm B36. Và bên cạnh đó là sáng tác do một thành viên của OIO cùng với một thành viên của B36. Mọi người đáng xem nhân vật nào của nhóm OIO chúng ta nào? Bật mí luôn nha. Bật mí luôn cho mọi người, đó chính là Anna. Và thành viên của B36 rất là tài năng, bạn Kenji. Thì khi mà sáng tác bài viết này thì Anna có cảm xúc gì không? Có thể chia sẻ cho mọi người đi. Cảm xúc của mình là không biết nữa, nhưng mà không biết đâu. Nhưng mà mình hay là mình viết trong bài này chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi, và có sự giúp đỡ của Kenji nữa, nên là cái bài nó đầy đủ hơn, nghe hẳn hơn cả. Nghe khác hẳn hơn lúc đầu, và hai người có sửa nhau nên là cảm thấy bây giờ bài hát nó ok, mình rất là hài lòng. Sau cái lúc này á thì chúng ta đã có một cặp đôi mới, đó chính là Anna và Kenji. Mong là mọi người sẽ ủng hộ ca khúc lần này của hợp tác giữa OIO và B36. Và không biết là nhóm mình có gửi lời gì đó đến tất cả mọi người để cùng chung tay đẩy lùi Covid-19 không nhỉ? Thì bây giờ hay là mình đọc chung một cái câu khẩu hiệu đi ha. Ok, bây giờ thì nhóm OIO sẽ gửi lời đến tất cả các bạn, giống như là một cái thông điệp để cùng nhau chung tay đẩy lùi Covid-19 nhé.